Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi 8 tỷ USD mua vũ khí, quân đội Việt Nam lột xác mạnh mẽ. Theo báo cáo thường niên về thị trường vũ khí toàn cầu năm 2015 mới nhất của Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu Nga, trong giai đoạn 8 năm từ 2007 đến 2014, Việt Nam đã chi tổng cộng gần 8 tỷ đồng, gần 8 tỷ USD để mua vũ khí hiện đại. Được biết đây là báo cáo của một trong những tổ chức nghiên cứu uy tín hàng đầu thế giới, được giới chuyên môn quân sự đánh giá rất cao, là có nguồn dữ liệu tham khảo đặc biệt tin cậy, luôn cập nhật đầy đủ, toàn diện về chi tiết và các động thái mua sắm, xuất nhập khẩu và chuyển giao vũ khí hầu hết các quốc gia. Như vậy, mặc dù năm cao, năm thấp, nhưng tính trung bình, quân mỗi năm kim ngạch nhập khẩu vũ khí của nước Việt đạt chừng 1 tỷ USD, trong đó có ba mốc tăng trưởng đặc biệt. Vào năm 2009 hơn 3 tỷ USD, 2010 gần 1,2 tỷ USD và 2013 hơn 2 tỷ. Hơn 2,4 tỷ USD. Các năm còn lại trong giai đoạn này 2007, 2004 đến 2014 đều có số chi không đáng kể. Mặc dù điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, trong giai đoạn này Việt Nam đã có nhiều cố gắng đầu tư cho hiện đại quân hóa quân đội, đáp ứng phần nào yêu cầu thay thế vũ khí hầu hết đã cũ và bổ sung một số vũ khí mới nhọn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ đất nước. Tuy nhiên, con số 8 tỷ USD là quá bé nhỏ, chỉ đứng thứ 23 trong top các quốc gia chi nhiều tiền nhất cho nhập khẩu vũ khí, chưa là gì so với các quốc gia lắm của nhiều tiền như Arab Saudi 87 tỷ USD, Ấn Độ 47 tỷ USD, Australia 33 tỷ USD, UAE 32 tỷ USD, Iraq 24 tỷ USD. Nhìn sang các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất là các nước láng giềng, kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Việt Nam cũng còn là khá khiêm tốn, thua xa Hàn Quốc 19 tỷ USD, Đài Loan 19 tỷ USD, Singapore 15 tỷ USD, Indonesia 13 tỷ USD. Với tiềm lực công nghiệp quốc phòng rất mạnh mẽ, đủ sức chế tạo hết là vũ khí trang bị hiện đại, nhưng Nhật Bản, Trung Quốc cũng phải chi số tiền lớn để nhập khẩu vũ khí hiện đại, lần lượt là 9 tỷ USD và 8,5 tỷ USD. Nhu cầu mua sắm vũ khí mới hiện đại để tăng cường sức mạnh phòng thủ của Việt Nam là hoàn toàn chính đáng, không phải chỉ đua vũ trang và ngày càng không phải để tấn công bất kỳ quốc gia nào. Trở lại với con số 8 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu vũ khí có ba mốc tăng trưởng đột biến vào năm 2019, 2010 và 2013, hoàn toàn trùng khớp với những đợt mua sắm lớn nhất trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, Nga luôn đóng vai trò là nguồn cung vũ khí hiện đại lớn và tin cậy. Cụ thể, năm 2019, Việt Nam chỉ hơn 3,8 tỷ USD, tương ứng với việc ký hợp đồng Nga mua 6 tàu ngầm Kilo 636 và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của các tàu ngầm này, đóng 4 tàu tuần tra cao tốc Sveriat và 8 chiếc tiêm kích đa năng Su-30 MK2, một số vũ khí trang bị khác. Năm 2010, Việt Nam tiếp tục chi gần 1,2 tỷ USD, tương đương với hợp đồng mua 12 chiếc Su-30 MK2, tiếp nhận các tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion B hiện đại, sử dụng tên lửa diệt hạm, hợp đồng đóng 10 tàu tên lửa tấn công nhanh Monia theo chuyển giao công nghệ của Nga. Năm 2013, bắt đầu giải ngân cho hợp đồng đóng 2 tàu hộp vệ tên lửa tàng hình Z-309, cặp tàu thứ 2 ký tháng 10 năm 2012, tiếp tục mua thêm 12 chiếc tiêm kích đa năng để trang bị cho trung đoàn Su-30 MK2 thứ 3. Trong giai đoạn này, người bạn hàng truyền thống tin cậy Nga, Việt Nam bắt đầu mở rộng nguồn cung đa dạng hơn khi tiếp cận mạnh mẽ với Israel, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ukraine để mua sắm bổ sung nhiều loại vũ khí hiện đại như radar, tên lửa phòng không, pháo phân lực, máy bay và trực thăng vận tải thế hệ mới. Tất cả những vũ khí mới đã và đang có phần thay đổi mạnh mẽ về chất, tăng cường sức mạnh phòng thủ của quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới. Các chuyên gia quân sự đều thống nhất rằng trong tương lai nhu cầu mua sắm của Việt Nam sẽ còn tăng mạnh, sẽ còn một làn sóng mới, nhất là khi Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của họ đã tích cực xúc tiến chào hàng nhằm cạnh tranh với Nga, chinh phục thị trường nhiều tỷ USD này. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.